hân hoan chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Quý vị thân mến, và đêm nay là đêm thi thứ 6, chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường của chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm nay. Và rõ ràng là qua từng vòng thi thì Long Chun thấy là phản hồi của khán giả về tất cả các thí sinh của chúng ta là vô cùng tích cực. Và các bé cũng rất là chịu khó để mà hóa thân thành những nhân vật để đem lại cho quý vị những cái phút giây thư giãn, những tiếng cười vô cùng sảng khoái. Ngay bây giờ Long Chun sẽ giới thiệu thành phần ban giám khảo. Hai giám khảo chính của chúng ta xin giới thiệu: MC diễn viên Đại Nghĩa và nữ ca sĩ Hòa Minzy. Và mỗi tuần thì chúng tôi sẽ mời đến đây một giám khảo khách mời. Và giám khảo khách mời của tuần thứ 6 này xin giới thiệu nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển đến vị trí của ban giám khảo để cùng giao lưu với hai vị giám khảo còn lại. Xin mời ạ. Cái này đi giống cái lồng đèn lắm nè. Mời chị. Trời ơi, cái cảm giác mà chị đứng trong cái lồng này nè Nghĩa. Trời ơi, quen quá không chị? Quen quá. Dạ. Chị nhớ ngày xưa ngồi trong cái lồng này nha. Khi mà cái lồng nó chuẩn bị nó mở ra là tim chị đập phịch phịch phịch. Thôi, con vậy đó. Ai cũng vậy hết trơn á, chúng ta đây đều là những gọi là cựu thí sinh. Đúng rồi. Chúng ta đều trải qua cái cảm giác run sợ và hồi hộp đứng trong cái lồng đó. Run sợ. Run sợ và hồi hộp. Run sợ và hồi hộp. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh thân mến, cho con hỏi là sau rất là nhiều năm quay trở lại Gương Mặt Thân Quen với cương vị là một ban giám khảo để chấm các thí sinh, cảm xúc của nghệ sĩ Ngân Quỳnh bây giờ như thế nào ạ? Cảm xúc rất là hạnh phúc luôn. Tại vì đây là một cái chương trình mà Ngân Quỳnh yêu mến nhất. Chính cái chương trình này đã làm thay đổi Ngân Quỳnh rất là nhiều. Cái lứa tuổi mà 49-50 đó tưởng chừng như là mình đã nó hoàng hôn rồi đó. Nhưng mà khi tham gia cái Gương Mặt Thân Quen rồi, mình trở lại giống như là thanh xuân, tự nhiên nó thay đổi hẳn luôn. Một cái quá trình làm nghề khá lâu và nó cứ bình lặng, bình lặng như thế. Nó giống như là bị cảm xúc, nó bị chai. Thì Gương Mặt Thân Quen giống như là một cái cú đột phá, một cái gì đó mới mẻ. Ví dụ Gương Mặt Thân Quen mùa 1 là một cái bệ phóng đưa Khởi My nè, là đến với công chúng khán giả rất là nhiều nè. Và kể cả chị Thúy Uyên, chị Thúy Uyên là mùa 1 của anh luôn nè. Tức là chị Uyên đã nhiều năm hoạt động và chị đã ngừng một thời gian khá dài. Thì khi Gương Mặt Thân Quen đến với khán giả thì chị Thúy Uyên lại một lần nữa được khán giả nhớ đến. Và bắt đầu chị là có rất là nhiều show sau một khoảng thời gian ngưng. Đó. Thì đó có rất là nhiều những câu chuyện, những cái người nghệ sĩ như thế đến với Gương Mặt Thân Quen và cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì gần như mình đã được sống lại một lần nữa cùng với khán giả, với sự yêu thương của mọi người. Đúng rồi. Phải nói là đến với Gương Mặt Thân Quen thì em nghĩ là thí sinh nào cũng sẽ phải trải qua những cái cảm giác lo lắng này, hồi hộp khi mà bước lên trên sân khấu này, cái sự tìm hiểu từng nhân vật này. Nói chung là em cảm giác đó là một cái lòng biết ơn rất là lớn khi mà bản thân em cũng là một trong số những thí sinh của Gương Mặt Thân Quen, bởi vì là nó cho mình được nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau khi mà mình đến với chương trình này. Và tối hôm nay thì cũng không phải ngoại lệ. Hòa thân mến, ngày hôm nay Hòa cảm thấy thế nào khi mà biết là sắp có một thí sinh ngày hôm nay sẽ hóa thân thành chính bản thân mình? Cái cảm giác đó nó có lạ không và nó như thế nào, có thể chia sẻ không? Nó cũng hơi là gọi là lạ lạ. Không biết là mình hay làm lố người khác thì không biết là hôm nay có ai làm lố mình không? Yên tâm, anh đã nốt hết tất cả những cái nào mà Hòa lố rồi. Đã nốt hết tất cả những cái nào mà Hòa lố rồi. Và anh đã nói hết cho thí sinh rồi, phải làm này 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 này, cô Hòa hay như này như này. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày. Phơi bày. Nhờ anh gửi các bạn thí sinh mà hôm nay giả em một câu là lố đi, lố đến mức nào cũng được, em sẽ không bao giờ giận các thí sinh đâu. Hãy đồ thật là đậm lên đúng không ạ? Dạ vâng. Và không để phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục tân cổ vô cùng đặc sắc và hứa hẹn đem lại cho quý vị rất nhiều sự bất ngờ ở phần hóa thân này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Vâng, và team Bình Phong xin được đổi tên thành team Mạo. Mạo gì con? Hiểm. Hiểm, dạ. Thì sao? Tại vì từ đầu tới giờ cứ vô phòng Mạo Hiểm hoài à, mà chưa được vinh quang. Phòng Mạo Hiểm, chúc mừng bạn đã dũng cảm chọn phòng Mạo Hiểm để có thể thử thách và trưởng thành hơn. Sử dụng giọng của nhân vật trong suốt tuần thi. Rồi, nói tiếng Anh cả tuần nha con. Must up thêm một bài. Khác khác. Lại là thử thách của tuần đầu tiên.
chưa có vinh quang mọi người. Cho nên lần này phải quyết chiến đúng không con? Yes. Con đi đâu về đây? Con như tìm sân tennis tự nhiên lạc vô đây. Thầy gặp cô vậy? Cô mới đi nhảy đầm xong rồi. Cô lạc vô đây với con nè. Lát nữa mình hóa thân á con. Dạ. Hẹn nhau ở tụ điểm này. Hẹn nhau ở tụ điểm này. Để cùng nhau hóa thân. Bằng đợt này là mình sẽ hóa thân thành ai ta? Ta giơ tay lên chuẩn bị. 3 2 1 xin mời. Nghệ sĩ ưu tú Tú Xương, nhân vật nữ rồi đó con. Con cảm thấy dễ dàng quá chứ gì nữa. Không nha. Sao vậy? Nếu mà nó đã khó rồi đó, mình cho nó khó đến mức cực đỉnh luôn. Wow, lấy độc trị độc. Đúng rồi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời nha, cả nhà yêu của Kem. Rồi, vậy thì hãy bóc trên những cái này. Mà nhưng mà cô nghĩ khoan, cô nghĩ tránh trường hợp. Thì cô nghĩ là thường cô Tú Xương sẽ hát những cái ca khúc về miền Tây sông nước đúng không? Thì cô nghĩ là nên chọn màu xanh đi, cho nó hợp lý. Xanh ạ? Ừ. Xanh lá ha? Không, xanh dương đi. Xanh xanh này, xanh dương. Không, cô thấy cái này nè, hợp lý hơn. Ok. Ok. Rồi. Thôi, cầu nguyện cả nhà yêu. Cô đọc đi, con đọc xong cứng người nha. Cứng người hả? Cứng người đó nha. Đó khúc này làm sao? Thử thách của bạn là kết hợp thêm một nhân vật nữa vào tiết mục tuần này. Dạ. Wow. Cứng người thật sự nha Phong nha. Hãy chọn nhân vật ngay bây giờ và luyện tập thật chăm chỉ. Chúc bạn hoàn thành tốt thử thách. Chấm khang. Đúng vậy. Thì bây giờ thường cô Tú Xương sẽ hát cùng ai phù hợp ta? Con nghĩ ai? Con cũng không biết đâu. Ê, hay cô Thanh Hằng đi. Thanh Hằng à? Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Ê, nhưng mà cô Thanh Hằng là kiểu nghệ sĩ cải lương nha. Thì con hát cải lương luôn á, được không? Cứng người phát nữa cứng nha. Cứng nữa rồi. Nhưng mà thôi kệ con, bữa nãy con nói rồi là bây giờ mình lấy độc trị độc đúng không? Nó khó bây giờ mình khó hơn nữa. Nhiều khi lại hay đúng không? Hay. Ok, hay. Cha như dòng sữa mẹ đã nuôi sống quê hương qua từng tháng năm dài. Đó, vậy đó là được. Đừng có kéo dài ở trong câu, đúng không? Con cái hết nhanh. Rồi con kéo cái câu cuối cho nó mượt là được. Cô lo lắng nhất cho Phong tại vì đây là lần đầu tiên mà Phong phải hát dân ca miền Nam, đúng không? Dân ca Nam Bộ. Và hát cải lương tân cổ như thế này nữa thì đó. Đó là lý do mà tim chúng tôi cứng người à. Sao lúc đầu không nói vậy đó? Ờ, vậy đó đi. Sao mới đầu không nói vậy đó? Đồ ghê, gái miền Tây mãi hay. Chức phạt bao đời bao thế hệ. Phù sa ơi đầm đá hương quê. Cô cứng người rồi Phong ơi. Con cứng người nhân ba. Nhân ba. Dù vậy. Ồ, chết rồi. Phong nhắm Phong làm được không nhở? Và rất là mong là quý vị khán giả sẽ cùng ủng hộ và đón chờ tiết mục hóa thân của team Bình Phong hay Mạo Hiểm ta? Mạo Hiểm. Mạo Hiểm Bình Phong nha cả nhà yêu. Kem. We'll be right back.
Dù bão táp mưa giông vẫn chân giá bền lòng. Những đêm trăng rằm bên dòng sông Thương, từng hát hò lời của trai gái miền Tây. Duyên thắm tình hồng mặn nồng da diết, dưới ánh trăng vàng hát lý giao duyên. Về đây nhờ ghé sông Trăng, điệu lâm thôn hát chủ ke bên đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông gần thơ, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ Thanh Hằng. Xin cảm ơn các vũ công rất nhiều ạ. Dễ thương. Có thể thấy là giám khảo Ngân Quỳnh rất là thích thú và cười rất là nhiều trong cái tiết mục ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời giám khảo Ngân Quỳnh. Trời ơi, sao mà giống chị Thanh Hằng quá vậy? Cái kiểu mà hát mà gì nè. À, trời ơi, Tú Sương ơi, sao con điểu quá vậy? Dễ thương quá. Phải công nhận là con làm theo cái điệu bộ như cô Tú Sương đó, rất là giống luôn ha. Tức tắc. Cảm ơn ạ. Trời, con thấy không? Thật sự là cô Thanh Hằng là có cái đặc điểm là khi mà cô hát là khẩu hình miệng cô mở rất là lớn, mà cái tiếng của cô phát ra cũng rất là lớn luôn, mà trong đó nó có cái khàn trầm. Và chị cũng đã cố gắng để làm cái điều đó nó rất là rõ ràng ở đây. Nó không thể nào mà nó uyển chuyển mà nó ngọt được như cô. Nhưng mà em thấy được ở chị hôm nay là có cô Thanh Hằng ở đó nha. Còn với Nam Phong, nói về một chút về cái giọng hát ngày hôm nay nha, thì chắc là do cái thời gian tập luyện chưa có được đủ. Khi mà con ca cái câu vọng cổ đó thì hơi tiếc một xíu. Em đang suy nghĩ không biết là con đang cố tình làm như thế hay là con đang hát nó bị như thế. Không có em ơi, cái này là chắc là do con cũng bị áp lực vì căng thẳng, cho nên là hát cái câu vọng cổ nó chưa có mượt lắm. Bây giờ con hát lại đi Phong. Không biết là có được hay không nên là con sẽ thử. Tự tin lên con. Từ ngàn xưa người dân quê tôi sống nghe ruộng đồng cài cõi. Ok. Nó hát hay không vậy đó? Tiếp luôn. Hạt lúa phù sa như dòng sữa mẹ đã nuôi sống quê hương qua từng tháng năm dài. Rõ ràng là có tốt hơn vừa lúc nãy đúng không ạ? Rõ ràng là anh thấy không, cũng có tốt hơn vừa nãy, nhất là cái đoạn mà con đang đứng ở góc phía bên này này, có vẻ như là bị áp lực. Đúng, áp lực cho nên tách cái câu vọng cổ ra làm hai. Dạ vâng ạ. Còn cái đoạn phía sau thì khả năng là do cái cách phát âm. Bởi vì con cũng là người miền Bắc và đã từng học hát cải lương, nên con biết là khi mà hát vào vọng cổ thì cái đó nó là một cái rất là khó với Nam Phong đúng không? Cho em chia sẻ một xíu là thực sự trong vòng một tuần mà để tập cái bài này cho Nam Phong, một cậu bé miền Bắc, cả hai cô trò ở xa nhau, không thể nào mà gặp nhau thường xuyên để luyện tập được. Đó cũng là một cái khó khăn. Cho nên là ngày nào, tối nào em cũng phải gọi cho Phong để mà luyện cho Phong cái hát. Và nhiều khi á, trời đất ơi, màng nhà em á, nó giật mà hát cải lương cả nhà, trời nó khổ vậy đó, nó giật tháng năm.
Ủa con đâu rồi Phong? Alo. Alo. Dài. Kiểu như em cũng nghĩ đó là một cái kỷ niệm rất là dễ thương cho hai cô trò. Thời gian đầu thì Phong sai rất là nhiều, cho nên là em cũng chỉnh sửa từng chữ một cho Phong. Nhưng mà thực sự là cậu bé này học rất là nhanh. Em cũng rất là tự hào về Phong ngày hôm nay. Mặc dù là có một chút lo lắng trước khi lên sân khấu, con bảo là cô ơi con lo quá, cái đoạn ca cổ con sợ quá. Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay là mặc dù có hơi sai sót xíu, nhưng mà thực sự đó cũng là một cái mà sự cố gắng của Phong. Thực sự là em cũng rất là vui và rất là mừng cho Phong. Đúng rồi, đó là cái điều mà anh nghĩ rằng nó rất là hay và nó ý nghĩa. Nhất là khi chúng ta cũng muốn cho những bạn trẻ và đặc biệt là những bạn nhỏ giống như Nam Phong đây biết về những cái văn hóa mà thuộc về truyền thống của dân tộc, mà trong đó cải lương là một trong số mà chúng ta cần phải bảo tồn. Đó. Đúng rồi, chính xác. Mặc dù Nam Phong và em á, biết rằng mình làm chưa có tới lắm, nhưng đây cũng là một cái tinh thần phải gọi là đáng ngưỡng mộ. Là vì cái bộ môn cải lương rất là khó, mà để làm được như vậy không phải là chuyện dễ. Yeah. Đó. Bé Phong cũng rất là cố gắng và em cũng là rất là cố gắng luôn. Cho nên là trên cái tinh thần này là chị hoan nghênh rất là nhiều. Hoan nghênh hơn là để phê bình. Dạ. Khi mà con bấm chọn được cô Tú Sương á, chú Nghĩa cứ nghĩ là chắc có lẽ là hai cô trò sẽ chọn một cái tiết mục mà cô Tú Sương diễn. Bởi vì cô Tú Sương, cái thế mạnh của cô là diễn xuất, tuồng cổ, vũ đạo rất là đẹp mắt. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe Thái Bình nói thì anh nghĩ chắc có lẽ là do cũng hạn chế về cái khoảng thời gian cô trò gặp nhau, cũng như là để Phong có thể hát và diễn được những cái vai diễn của Tú Sương thì chắc là cần phải thời gian lâu hơn một tuần. Cho nên chọn cái bài này nó là một cái giải pháp an toàn, đúng không? Về phần diễn, con làm cô Tú Sương ra thần thái nha. Khi mới ra là cái gương mặt của Phong nó cũng tròn tròn mà nó có hai cái ngạnh bên đây nè. Thì cô Tú Sương cũng như vậy. Với lại cô Tú Sương nói riêng và đa phần các nghệ sĩ cải lương nói chung á, là khi ra diễn là đôi mắt cái gì nè. Đôi mắt cái lúng liếng nè. Và cái miệng thì cứ chanh như nè. Chanh tươi, lúc nào cũng cười nè. Thì đó là cái nét mà của cô Tú Sương rất là rõ mà Nam Phong đã thể hiện ra. Thì ngày hôm nay với tiết mục của hai cô trò thì anh đánh giá rất cao về cái phần diễn, về phần hát thì nó cũng tương đối khá nha. Chúc mừng hai cô trò. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa và thực sự em cũng rất nể phục anh Đại Nghĩa, là bởi vì anh Đại Nghĩa có rất là nhiều những cái kiến thức về nhiều cái lĩnh vực khác nhau nữa, ví dụ như bản thân em hay là Hòa là sinh ra và lớn lên ở ngoài miền Bắc, cho nên là ngày hôm nay đứng ở đây cũng học được rất là nhiều thứ về tân cổ, về rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục không kém phần đặc sắc tiếp theo. Và trước khi đến với tiết mục đó, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022, đêm thi thứ 6. Quý vị thân mến, ở tuần trước thì đội của Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc đã bốc được một hình tượng rất gần gũi với chúng ta, đó là nữ ca sĩ Hòa Minzy. Và lần đầu tiên tại sân khấu Gương mặt thân quen, hôm nay chúng ta có tới tận 3 Hòa Minzy. Chúng ta hãy cùng đón Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu vào giờ phút này. Xin mời quý vị. Wow. Ủa ca sĩ, sao cô đây vậy? Cô thấy icon này dễ quá trời luôn á, sao tự nhiên cô vô phòng lo lắng vậy? Ừ, cô lo quá nè. Thôi, lên đây. Anh đang ngồi với tôi coi. Con đây. Ủa sao cô sĩ lại chọn phòng lo lắng vậy? Con thấy tuần này mình chọn icon dễ mà cô. 3, 2, 1, xin mời Bảo Ngọc. Cô rất lo lắng con ơi. Tại biết sao? Thứ nhất là giọng cô Sì đã là giọng dày rồi. Mà bây giờ thêm tới ngày quay cô Sì bị khen tiếng. Bây giờ giọng như con dịch vậy là sao mà lên giọng của Hòa Minzy. Giọng của Hòa Minzy ở trển á, mỏng. Mà bây giờ giọng cô Sì vậy không biết sao mà hát được nữa. Mà sao cô thấy con tự tin quá giờ? Tại vì á là 4 tập đầu tiên con diễn trên sân khấu á là con được nói chuyện với cô Hòa. Nên con biết những cái đặc điểm của cô nè, với lại biết rõ về cái giọng của cô ha. Vậy là con rất là rành về cô Hòa đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc là con hóa thân giống đúng không? Cho nên là tập này con làm mentor. Rồi bây giờ cô nghĩ là con sẽ là người chọn mà hát luôn.
Chọn bài nào của Hoa là tùy con quyết định luôn. Cô chỉ ăn theo thôi. Con nghĩ á, là mình nên chọn cái bài mà hit của cô Hòa Minzy mà ai cũng biết hết trơn á. Là cái bài Ăn Gì Đây. À, Ăn Gì Đây hả? Dạ, cô sẽ biết. Vậy cô cháu mình coi cái clip của cô Hòa Minzy bài Ăn Gì Đây đi. Dạ. Để cho rõ, để coi là cái tuần này tụi mình sẽ hóa thân như thế nào. Và mời quý vị khán giả cùng coi clip gốc của chị Hòa Minzy với ca khúc Ăn Gì Đây cùng với Bảo Yến Rosy và Bảo Ngọc nha. Này em muốn thì ăn thật ngon cho nên anh đừng tiếc tiền là sai. Ủa sao nhìn mặt cô căng quá vậy? Cô coi xong clip cô muốn xỉu ngang xỉu dọc. Lo hơn quá con, mình không biết sao giọng cô vậy, là sao cô hát giống Hòa Minzy vậy? Ôi mẹ, cô đừng có lo nữa, con sẽ chỉ cô hết bệnh luôn. Ok. Nhưng mà cô gắng uống thuốc cho hết bệnh nha cô. Ok, cô sẽ uống thuốc, dạ. Yeah. Yeah. Dạ, tắt nhạc giùm em ạ. Em sẽ nói trước. Nhưng mà nhạc là phải không được có lời nhá. Không được lấy cái bản mà có lời nhá. Trời ơi. Ok, và sau đây Hòa Minzy cùng Vũ Đoàn sẽ được gửi đến quý vị một ca khúc với tên đề Ăn Gì Đây. Những món ăn ở nơi đây quá xấu phố phường, những hàng quán ăn ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Ngồi quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh buổi chiều hôm nay thấy sao đậm đà. Lang thang quán nó ở từng con người chẳng ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, việc hẹn hay cửa hiệu từ xưa đến nay không quan trọng quá và không cần bí miêu. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu. Yêu 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 những bát bún riêu, riêu 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 bao nhiêu sợi. Anh ơi anh muốn đi ăn gì?
Xin cảm ơn những Vũ Công ạ, à. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai cô trò. Trời ơi, trời đất ơi, giống quá cơ, cứ như là ba chị em sinh ba vậy đó. Mà các bạn mà, đấy như trời, rất giống luôn nha. Tại vì Long Chun xem cái này rất là nhiều. Tôi là tôi hận ông làm giám đốc sản xuất âm nhạc của chương trình này. Sao vậy? Phải chia sẻ mọi người ngay lập tức, đó là cái bản nhạc này tại sao lại lấy cho thí sinh diễn trong khi mới phối cho tôi đi diễn còn lần à? Sân khấu này là sân khấu diễn đầu tiên luôn. Bản phối mới. Xong rồi là cho thí sinh thi luôn. Nói chung phải gọi là rất cháy đúng không quý vị? Thực sự là bùng nổ sân khấu ngày hôm nay luôn. Thật sự là em phải đứng lên đây, bởi vì có những cái đoạn em buồn cười quá. Hòa là một ca sĩ mà nói chung là nó cũng không có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà có những cái đặc biệt thì nó cũng khác người. Ví dụ như là các bài hát, nếu mà để bảo bài hit mà tầm chục bài thì không có. Nhưng Vì Ăn Gì Đây thì cũng là một bài hát mà rất là nổi tiếng từ năm 2015. Cái bản phối này mới đi diễn, và đây là đi diễn xong thì là nó có những cái nó rất là vô tình trong cái lúc hát. Ví dụ như là như thế nào nhỉ? Trời ơi, bà hát xong mà bây giờ bà quên luôn mà hỏi ngược lại người ta. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Tại vì khi đi biểu diễn cái bản phối này nó sung quá, nên là khi mà con hát nó mệt. À mệt đúng không? Mà mỗi lần mệt là đưa mic xuống. Anh cũng đang tính hỏi chuyện đó. Ví dụ như là đoạn nào mà ví dụ mệt quá là hey, 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 hey. Mà làm rất giống luôn, hôm nay cũng có những cái động tác đó luôn Hòa. Đúng rồi, nhưng mà có một cái nữa là lúc mà em hay hát xong mỗi câu là em sẽ ê á. Như bắt bùa siêu ê. À đúng rồi. Và cái gì nhỉ? Ê bên trái đâu rồi? À đúng rồi. Lúc mà em đi diễn là góc bên này thường có khán giả này, bên này cũng có khán giả. Thì cái câu đó là nhìn sang bên trái lên lá sung quấn với nem. Thì bình thường em sẽ hay hô khán giả là bên trái đâu rồi ạ? Là nhìn sang bên trái. Nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên em thấy có người làm y chang được cái đó của em. Mà cái bà này nè, cái bà này nè, thật sự luôn không nghĩ là bà làm được cái kiểu như vậy. Thật sự luôn, bình thường cái bà này hát không giống bà này, bà này hát giống hơn. Nhưng mà bà này được cái diễn giống, được cái cứ tít mắt vào là giống Hòa. Trời ơi. Giờ em hóa trang mà ai cũng thấy nói là ủa chị Hòa hả? Mà mọi người biết còn một cái gì rất là giống không? Là nhạc lên rồi nhưng mà bật bản có lời là ngưng 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 nhá. Là bây giờ là phải bật bản beat nhá, bởi vì Hòa Minzy là không bao giờ hát đè. Đúng đó. Rồi. Nghiên cứu rất là kỹ luôn nha quý vị. À, anh đề nghị anh cảm thấy sao ạ? Thì anh rất là hiểu cái sự mà hưng phấn của Hòa khi thấy mà hai cô trò hóa thân thành mình mà giống đến như vậy. Và thật ra khi mà Bảo Yến Rosie vừa bước ra thì cái tầm chiều cao của Yến á, nó cũng cỡ em. Chiều cao của Yến á, nó cũng cỡ em. Cho nên là anh nhìn thấy giống ha. Hồi nãy em lên em đứng á, chẳng qua là bữa nay em mang guốc cao hơn người ta bình thường chút, cho nên là em có nhỉnh hơn. Chứ nếu mà em mang đúng cái đôi guốc như Yến Rosie đang mang á, thì chắc chắn là nhìn không khác một tí nào luôn. Cái này ở đây mình không có thiên vị. Khi mà hai cô trò đang hóa thân thành một trong các giám khảo đây, hoàn toàn không có sự thiên vị nha. Nhưng mà phải nói rằng đây là một cái tiết mục mà nó đầy năng lượng. Thứ nhất là bởi vì cái âm nhạc, cái bài hát này nó quá sôi động và nó lôi cuốn người nghe, nó lôi cuốn người xem. Và kể cả Hoàng Minzy khi trình diễn cái bài này cũng vậy. Em làm chủ sân khấu và em truyền lửa đến cho tất cả mọi người. Mà cái hay á, là khi người ta làm lại em, người ta cũng bắt được đúng cái tinh thần đó. Chứ nếu như bây giờ mà làm lại mà không có đủ cái năng lượng, không đủ cái ngọn lửa đó, thì mình sẽ nhìn ra ngay lập tức thôi. Nhưng mà Yến với lại bé Bảo Ngọc, con làm rất là tốt ngày hôm nay luôn. Ngày hôm nay là Bảo Ngọc là làm cô Hòa rất là bất ngờ. Bởi vì giống như tuần trước là cái giọng hát của Bảo Ngọc kết hợp với cả huấn luyện viên của mình là cô Hòa đã bất ngờ rồi. Đến ngày hôm nay á, con hát nó vang này, nó chắc, rất là chắc. Bởi vì cái bài này nó không chỉ là hát, nó chỉ là rap, nó còn là hét nữa cơ. Con cũng báo mọi người quá. Mà khi mà con biểu diễn trên sân khấu á, là cái năng lượng con nhiều lắm. Chắc là phải hai cô trò phải chắc là phải tập, chắc cũng mệt lắm thì mới theo được ấy nhở. Dạ thực sự là em chia sẻ là lúc mà em với bé tập bài này là cười xỉu luôn. Cứ coi chị Hòa bật lên là cười xỉu luôn. Bé không diễn được, bé cứ mắc cười. Ôi vậy hả? Là bởi vì khi mà con vừa hát, con vừa nhảy như vậy mà con vẫn giữ được chắc giọng của mình á, thì cô Hòa đánh giá rất là cao. Mà đặc biệt là khen hai cô trò là bởi vì nghiên cứu rất là kỹ từng cái đoạn mà sau khi hát xong hay như nào, rồi đưa khán giả bao nhiêu lần, như là đến đoạn nào là nhớ hết luôn. Mà lần thứ hai thường là con hát là con sẽ đẹp. Ví dụ con hát là anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh giò. Con em là bánh giò nóng đê. Con là vừa nãy hai cô trò cũng đẹp vào luôn. Trời ơi. Anh ơi anh muốn đi ăn.
mà em chưa nói anh cũng đang thắc mắc và đính hỏi em. Ờ, tại sao hả? Trong cái bài này cái gì mà cứ đưa cho khán giả hát hoài vậy? Là em đã nghĩ đến đâu rồi chị Quỳnh? Em nói cái này là chắc Hòa nó mệt, cho nên là khi mà hát cái đưa micro cho khán giả, thí dụ thường trong một bài người ta đưa chừng một hai lần thôi, đằng này bà đưa liên tục. Người ta trả tiền cho em mà Hòa. Đây là cũng có một sự lố nhẹ ở đây nha, cũng có một sự lố nhẹ. Em ơi, không lố đố mà vui. Không lố đố mà vui. Ờ đúng thôi, em đã dặn trước khi lên sân khấu rồi, cứ làm lố đi, em thoải mái mà, cho bởi vì em cũng hay làm lố người khác. Nhưng mà phải khen đó, bởi vì cái lực, cái lửa của Hòa Minzy bung ra ngoài sân khấu như vậy mà lắm. Hai cô dạ, trò đã rồi. Làm được giống như thế, mặc dù đây không có tới ngàn khán giả mà vẫn giữ được cái tinh thần như vậy là quá hay, chúc mừng. Cảm ơn chú, cảm ơn cô. Mà Ngân Quỳnh mà còn lời nhận xét nào mình đóng góp thêm không ạ? Đầu tiên là má Quỳnh khen Bảo Ngọc nha, con đọc rap rất là hay. Dạ. Ừ, rất là lửa. Đầu con ra con hơi bị lo ra một chút xíu, nhưng mà khi gần nửa bài là con mới hòa nhịp chung với lại chị Yến. Con diễn rất là tốt luôn ha. Phần đọc rap của con quá xuất sắc. Yeah. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo ạ. Cảm ơn hai cô trò rất nhiều. Quý vị thân mến, và ở tuần thi trước, bộ đôi Tùng Anh và bé Gia Như đã bấm chọn được một nhân vật có một giọng hát vô cùng đặc biệt, đó là nữ ca sĩ Ngọc Khuê. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón nữ ca sĩ Ngọc Khuê lên sân khấu gương mặt thân quen. Xin chào tất cả mọi người. À, tuần này thì thấy hai thầy trò mình bấm chọn đúng nhân vật cô Ngọc Khuê. Tuần này hai chú cháu con đã chọn phòng thoải mái bởi vì là dòng nhạc của cô Ngọc Khuê là dòng nhạc dân gian đương đại và cũng là sở trường của con nên con cảm thấy rất là thoải mái và cũng tự tin nên là hai chú cháu con đã lựa chọn căn phòng thoải mái. Con sẽ hát bài Bên Bờ Ao Nhà Mình. Thôi câu đầu cho cả nhà nghe này. Bên bờ ao nhà mình. Tí nữa cả nhà con hơi cúng tí. Con phải điệu ra tí nữa bởi vì cô Ngọc Khuê rất là điệu. Con thấy không? Dạ, vâng. Trên sân khấu cô. Đấy, có rất điệu này, có rất là điệu. Thì với tập này, khi mà Tùng Anh chọn và bấm trúng nhân vật cô Ngọc Khuê thì hai chú cháu cũng bắt sắp tất cả những ca khúc mà làm nên tên tuổi của cô Ngọc Khuê như là Bà Tôi nè, Bên Bờ Ao Nhà Mình và bài Chuyền Chuyền ớt. Đấy, đây là những ca khúc mà làm nên tên tuổi của cô Ngọc Khuê, thì mong rằng là ba ca khúc này sẽ đem lại vinh quang cho hai chú cháu. Và con cũng xin mời cả nhà cùng xem clip gốc của cô Ngọc Khuê tại bài biểu diễn này. Con chuồn chuồn vẫn đậu cành bèo tây. Đấy, con thấy sao? Mê. Ê, kiểu dài. Thực ra là cái dòng nhạc dân gian này cũng không hẳn dễ đâu nhé. Thế mong rằng là cũng là cái sở trường của Kẹo. Thì tiết mục này thì Tùng Anh cũng như là hai thầy trò sẽ cố gắng hết mình làm ra cô Ngọc Khuê, một cô Ngọc Khuê cá tính này, gì nữa, học thuật và rất là điệu. Điệu. Trời nắng to, đây là gió cuốn mây
trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi, cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, có sợi rồng. Đó là Tùng Anh, Gia Như. Xin cảm ơn những vũ công của chúng tôi ạ. Trời ơi, giống quá. Vừa nãy con đứng thẳng nhìn khán giả không sao đâu nha. Tự nhiên nhìn ra thấy cái giật mình luôn. Giống quá, giống với cả tiết mục mẫu mà em vừa được xem á. Tại vì em ở bên ngoài cũng đã gặp chị Khuê rồi. Là giống lắm.
Trời ơi, bên ngoài hôm nay là một điểm cộng cho diện mạo bên ngoài giống ha Quỳnh? Giống. Nói chung là giống và cười cũng giống luôn. Và khi mà Long Chun xem cái tiết mục này á, mình cảm thấy rất là nhiều những kỷ niệm ùa về. Bởi vì nhờ cái tiết mục này ở cái mùa mà Long Chun tham gia, anh Đại Nghĩa có ưu ái đặt tên cho mình là Ngọc Khuê phiên bản Đại Bàng. Trên trời kim, mắt liêm tim, đậu trên cây ngô. Đó, thì không biết là hôm nay thì anh thấy phiên bản Ngọc Khuê này như thế nào? Chắc chắn là gọn gàng và dễ thương hơn cái phiên bản của Long Jun rồi. Là bởi vì bé Gia Như thì thứ nhất là mình cũng đã biết qua những tuần thi trước là bé có một cái ngoại hình rất là sáng sân khấu. Và ngày hôm nay khi con mặc cái trang phục này cộng với cái mái tóc này và những cái phụ kiện con đeo trên người á, tự nhiên nhìn con có một cái nét đẹp gì đó nó rất là lạ. Nhất là khi xung quanh con với một cái vũ đoàn toàn trắng, rồi trên màn hình là hiện hình ảnh của những cái ngôi nhà mà cái kiến trúc cổ xưa, rồi cộng với bên cạnh con là huấn luyện viên với cái trang phục cũng độc đáo như thế này nữa, tự nhiên mình thấy ôi một cái tiết mục sao nó đẹp quá. Về cái phần nhìn trước đã là nó rất là ấn tượng với chú Nghĩa ngay từ cái phần nhìn đầu tiên. Về phần diện mạo bên ngoài thực sự là quá giống. Ngày hôm nay là đúng là phải điểm cộng cho người đã hóa trang cho con ngày hôm nay, rất là giống. Và khi mà cô Ngọc Khuê hát, chị Ngọc Khuê hát thì Ngọc Khuê lúc nào cũng cười. Cái khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Ngọc Khuê rất là có duyên sân khấu. Đã, lúc nào rất cũng rạng rỡ tạo hết. Điểm nhấn riêng cho mình. Dạ vâng. Nếu như ai theo dõi Ngọc Khuê và biết về Ngọc Khuê trong phần diễn xuất của cô ấy trên sân khấu thì sẽ thấy rằng là hôm nay con đã làm rất là tốt, kể cả những bước đi nó uyển chuyển, nó điệu đà, từ cái tay con đưa ra như thế này, cánh mắt con liếc là ra một cái Ngọc Khuê, rất là Ngọc Khuê luôn nha. Sau đó là cái phần hát, cái bài Chùa Chùa Ớt thì con hát rất là giống. Cái bài đầu tiên thì chú Nghĩa chưa nhận ra lắm với cái âm sắc của Ngọc Khuê. Cái bài Bà Tôi á, rồi cái bài Bên Bờ Ao Nhà Mình cũng vậy. Nhưng mà đến cái bài Chuồng Chuồng Ớt thì wow, hôm nay hai chú trao cháu, hai thầy trò làm rất là giống, hát, cái cách nhảy chữ cũng vậy, ra dáng và cái màu sắc của cô Ngọc Khuê rất là nhiều. Một cái phần trình diễn mà theo chú ngày hôm nay nha, là đã về phần xem, phần nhìn và đã về cả cái phần nghe luôn. Chúc mừng. Wow, nhận được rất là nhiều những lời khen từ giám khảo Đại Nghĩa. Thế còn Hòa, bạn thấy sao? Thì đúng như là anh Đại Nghĩa có chia sẻ, ở cái phần khi mà con đứng ở bên trên con hát á, là con bị đè giọng quá nhiều, vừa mất đi giọng thật của mình và vừa mất đi cái âm sắc của chị Ngọc Khuê luôn. Ở giọng của chị Ngọc Khuê á, nghe tưởng là luyến láy vậy thôi, nhưng mà khi mà chị Ngọc Khuê hát nó có cái độ đầm, sau đó nó mới luyến lên, sau đó nó lại trở về cái độ đầm của nó. Thế à, cô hôm nay giọng khàn quá, cô không làm hướng dẫn được nhỉ? Ý là bây giờ chuồn chuồn ớt chưa hẹn nào mất, bật đêm căn dồn tập bay. Đấy, nó sẽ là luyến láy, nó rất uyển chuyển, nó rất là liền mạch với nhau, chứ nó không bị tách ra. Và cái âm gió của chị Khuê thì không bị nhiều như thế. Nhưng mà vừa nãy là không nhớ bài gì, nhưng mà có một cái đoạn mà con đã hát duy nhất có được cái đoạn đấy là rất là giống. Nhưng mà sau khi mà con được hát hòa cùng với cả huấn luyện viên của mình thì lúc đấy con đã dường như là tự tin hơn. Thì cô Hòa chỉ có một vài cái nhận xét đấy thôi, bởi vì là tiết mục này thực sự là một tiết mục rất là mãn nhãn về phần nhìn. Và nếu mà phần nghe mà mình có cái độ đầm hơn một xíu, mình bớt đi một chút gió nữa thì chắc chắn là sẽ ra cô Ngọc Khuê. Và cô tiếc là nếu mà có thể nào mà nhiều thời gian hơn hoặc là sức khỏe của mình tốt hơn một xíu để mình có thể hát chắc cái giọng của mình hơn thì chắc chắn là cô Hòa nghĩ là Gia Như sẽ làm tốt. Nhưng mà cô Hòa cũng rất là chúc mừng, bởi vì dù sao trong cái phần trình diễn này về phần nhìn là cô đã đánh giá rất tốt. Còn má Ngân Quỳnh ơi, má thấy sao ạ? Có thêm lời nào muốn đóng góp cho bé Gia Như không ạ? Lời đầu tiên thì má Quỳnh xin cảm ơn người huấn luyện viên nè. Huấn luyện viên cố tình không diễn để cho bé diễn, nâng bé lên. Thứ hai nữa là cái nét của con chưa có được ma mị lắm. Cô Khuê có chất ma mị ở trong, con lại bị hơi làm điệu quá. À, nét thì rất là giống nhưng mà thiếu cái chất ma mị. Phải thêm chất ma mị mới giống cô Khuê. Dạ. Xin cảm ơn tiết mục vô cùng khó hóa thân của hai thầy trò. Và quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một nữ ca sĩ có một gu thời trang vô cùng thời thượng. Nhưng mà trước khi đến tiết mục đó, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca năm 2022. Và quý vị thân mến, ngay sau đây chào đón trên sân khấu Gương mặt thân quen sẽ là một nữ ca sĩ có một chất giọng rất lạ. Đó chính là nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xin mời.
vào đây. Chứ bao giờ cô cảm thấy là con và cô đồng điệu với nhau nhỉ? Con cũng cảm thấy là hôm nay con không thấy bất ngờ cho lắm khi mà cô đứng ở trước cửa phòng. Kiểu con gặp cô một cái là đây rồi. Tuần này á, khi mà bấm trúng nhân vật là Hồ Ngọc Hà thì cô thực sự rất là lo lắng. Con cũng thực sự rất là lo lắng. Khi mà con cảm thấy là cái màu giọng của cô Hồ Ngọc Hà và cô Thanh Thảo là cứ giống nhau, cho nên là con cứ bị nhầm lẫn giữa hai người và con không thể nào mà kiểm soát được, đúng không? Đúng rồi, con không biết là lúc nào con giống cô Hà mà lúc nào con giống cô Thảo. Con cũng bị cảm giác như thế luôn, mà kiểu bây giờ không biết, chưa biết giải mã ở đâu luôn. Và điều thứ hai đó là mọi người biết không, chị Hoa Ngọc Hà thì nhảy siêu đẹp, mà Khánh Chi thì nhảy thôi không muốn nói. Nói chung là hơi bất lợi là giống như cơ thể của Khánh Chi á, tay chân là bị gầy quá, tức là cũng rất là khó. Mặc dù là gia đình có truyền thống là múa, nhảy múa, nhưng mà gen hát nó trội hơn đó mọi người. Nghĩa là tuần này khá là nhiều khó khăn mọi người ạ. Mà ca khúc mà cô Lịch và Khánh Chi chọn trong tuần này đó là ca khúc Bay Theo Ngân Hà. Trời ơi, nó nhảy siêu nhiều luôn á. Con thấy những cái đặc điểm mà gọi là đặc biệt nhất của cô Hồ Ngọc Hà là gì? Con thấy cô, con thấy kiểu ấn tượng nhất ấy, nghĩa là lúc nào con nghe thì con cũng sẽ thấy cô. Cô Hồ Ngọc Hà, cô là Hồ Ngọc Hà. Là cô đẩy hơi ra rất là nhiều và cô nói cũng rất là thấp, rất là trầm, rất là khàn nữa. Mà... có trầm cỡ của cô không? Có trầm cỡ của cô không? Thế là hơi lố cô, hơi cô dề. Còn gì nữa? Thế cả là con thấy là thỉnh thoảng thì cô Hà cũng sẽ lên những được cái những cái nốt nó rất là cao. Nó xác. Cao nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ trầm và độ khàn của cô ấy, mà con cảm hoang mang luôn á cô. Kiểu bây giờ trời ơi, bây giờ lên cao như thế thì làm sao để có thể nói được như thế này mà vẫn cứ ở trên cao. Bây giờ thì mọi người sẽ cùng với Lịch và Khánh Chi sẽ xem clip gốc của chị Hồ Ngọc Hà để mọi người có thể cảm nhận được rõ hơn những cái đặc trưng đặc điểm mà nãy giờ Lịch cũng như là Khánh Chi phân tích. Ủa sao cô thở dài cùng con? Thì cô đã bảo cô cảm giác như là cái tuần này cô và con cực kỳ đồng điệu ấy. Cảm xúc và cảm nhận về mọi thứ xung quanh ấy. Nhưng mà cô tin là với gọi là cái khả năng giống như sự linh hoạt, cái cảm nhận và thông minh của Khánh Chi thì chắc chắn là Khánh Chi sẽ làm được. Con cũng tin con làm được. Yeah, yeah. Chiếc sofa, cô bên chiếc sofa. Có lẽ hôm nay em chẳng muốn ở nhà. Để cho thanh xuân này che ta, che đi giọt nước mắt xa. Cô đơn chiếc sofa, cô đơn chiếc sofa. Có lẽ hôm nay em chẳng muốn ở nhà.
để cho thanh xuân này chia tách, che đi giọt nước mắt rơi. Quý vị thân mến, và đó là Phạm Lịch, Khánh Chi. Xin cảm ơn những màn vũ đạo hết sức bắt mắt của vũ đoàn MTE. Cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta có đến hai chị Hà trên sân khấu. Ủa? Từ từ đã em. Chị đang hát nhiều quá, chị thiếu oxy. Chị cần thở một lúc. Dạ vâng, chị cứ thở đi ạ. Thế còn chị Hà lớn thì sao ạ? Chị cũng thiếu oxy em ạ. Chị cũng cần thở. Anh Đại Nghĩa thân mến, anh thấy Hồ Ngọc Hà phiên bản nhí ngày hôm nay của chúng ta như thế nào ạ? Trước tiên là quá đẹp. Một cái phần trình diễn quá đẹp mắt luôn á. Mới bước ra thôi mình nhìn trang phục mình đã thích rồi. Bởi vì Hồ Ngọc Hà là một cái người nghệ sĩ mà rất là chỉnh chu. Và ngày hôm nay khi mà hai cô trò đưa lên sân khấu cái phần trình diễn mà cô Hồ Ngọc Hà đã từng thể hiện á. Đầu tiên là cái nhìn trước đã mình thấy đó là Hồ Ngọc Hà, cái sự chỉnh chu như thế là Hồ Ngọc Hà. Rồi chưa kể là cái gương mặt của hai cô cháu khi mà hóa trang lên nữa cũng đẹp nữa. Cái phần nhìn đầu tiên là ăn đứt cái phần gọi là cái cảm tình của giám khảo cũng như là khán giả, chắc chắn xem cũng sẽ cảm thấy như thế. Ở những cái vòng thi trước thì hầu như là con cũng đa phần là đứng hát là nhiều chứ chưa có phải là nhảy nhiều như thế này, đúng không? Ở cái tập này, cái số này con đã cho mọi người thấy một cái mới của con, tức là vừa có thể hát mà vừa có thể nhảy. Cô Lịch phải nhảy đẹp. Cô Lịch mà không nhảy đẹp là không được.
Còn với con nhớ đẹp là một cái điều vô cùng đáng để tuyên dương con nha. Cảm ơn chú. Về cái giọng hát, rõ ràng là con đã nắm được cái điểm mấu chốt trong cái giọng hát của cô Hồ Ngọc Hà. Đó là cái giọng khàn khàn, cái giọng hát hơi ra nhiều nhưng mà vẫn đầy nội lực. Và con làm được cái điều đó luôn, con bắt chước được cái giọng của cô Hà. Nhưng mà chú Nghĩa thấy khi mà con nói á, thì nghe giống hơn khi con hát. À, khi con nói, con giao lưu với khán giả thì là có cảm giác là cái giọng của Hồ Ngọc Hà nó rõ hơn, nó đậm hơn. Còn khi hát thì nó vẫn có được cái màu sắc đó, nhưng nó không có đậm nét bằng khi cái cách con nói cùng với khán giả. Khi mà tập cái giọng hát của chị Hồ Ngọc Hà ấy, em phải thừa nhận một điều là ngày hôm nay ấy, mới là gọi là em và cả Khánh Chi làm tốt hơn so với lúc tập. Gọi là đến phút 89 bọn em mới tìm ra được cái khào ở trong của chị Hà, là đến phút 89 gọi là chỉ còn 1-2 tiết mục nữa. Bắt đầu ấy, hai cô cháu chưa hát thử này xem nào. Đúng rồi. Là đến đó bọn em mới tìm, mới gọi là giải mã được cái chìa khóa đó ra. Thực sự rất là khó ạ. Kết quả thì đã đem lại cho tất cả các khán giả một tiết mục vô cùng mãn nhãn đúng không ạ? Còn mà Ngân Quỳnh mà thấy sao ạ? Mỗi một lần mà ai mà hóa thân thành Hồ Ngọc Hà rất là khó luôn. Tại vì cái chiều cao và cái sự hấp dẫn của cô ấy, như Nghĩa nãy nói, Nghĩa cũng đã phân tích rồi, là khi hai cô cháu nói thì giống, và cái lúc dạo đầu thì giống, nhưng mà khi hát mình quên, mình chú ý lo nhảy quá rồi thì mình quên. Dầu sao đi chăng nữa cũng phải gọi là hoan nghênh cái tiết mục này, phải là quá đẹp. Hai cô trò nhảy rất là đẹp, rất là đáng được khen cho tiết mục này. Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bà Ngân Quỳnh ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe những góp ý từ cô Hòa Minzy nhé. Về giọng hát thì cô Hòa vẫn đánh giá là dù là nó không giống như lúc nói nhưng mà cũng có giống ạ. Lúc mà hát là đúng, cũng có giống. Đúng, nói mà tức là giống. Có giống nhưng mà không giống bằng không giống khi bằng. Lúc nói thôi. Chứ không phải là không mà giống cũng, nha. Cũng có giống nha. Và cũng là đánh giá là một trong những tiết mục là cũng giả giọng, cũng có thể nói là giống thứ nhất. Bây giờ bắt đầu chóng mặt là vừa đi em. Đúng rồi. Em nhìn là đi. 1, 2, 3 tiết mục. Đây tiết mục thứ tư. Bây giờ tiết mục nào cũng hay hết. Một lát chấm điểm làm sao đây? Đó. Mà tiết mục nào cũng cân bằng hết. Nhưng mà mình lại phải chấm điểm mà là điểm từ thấp đến cao cơ ạ. Thì đó đó. Là ngày hôm nay thì là phần nhìn là rất là đã mắt rồi. Phần nghe là cũng có giống chứ không phải là không giống. Đây là một tiết mục vẫn là giữ phong độ của Khánh Chi. Chúc mừng hai cô trò. Cảm ơn cô Hà Minh Chi rất nhiều. Thật ra để mà nói thì trong vòng một tuần thôi mà hai cô trò đã đem lại được một cái tiết mục mãn nhãn như thế này thì đó chính là sự thành công rồi. Xin chúc mừng đội Phạm Lịch và Khánh Chi ạ. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen, chúng ta sẽ cùng đến với nghệ sĩ nhân dân Quế Chân trong trích đoạn cải lương Má Hồng Soi Kiếm Bạc. Và chúng ta hãy cùng điểm lại một vài hình ảnh tập luyện của đội Phượng Vũ và Khả Hân quý vị nhé. Tôi xin kính chào quý vị khán giả, lại là con trong căn phòng này nữa đây. Thì đây là lần thứ qua con được vô căn phòng này. Phượng Vũ và Khả Hân. Con ơi, con đã trưởng thành rất là nhiều tuần rồi. Thì bây giờ cảm xúc của mình như nào? Trải qua bao khó khăn thì con đã vượt được. Ngoài ra con được nhất tuần thì con còn giảm được 2kg tại nhảy quá nhiều. Bữa nay con ngồi ở đây một mình là do cô Phượng Vũ đang đi gội đầu. Tại vì kỳ trước làm cái đầu cao, cao quá trời cao luôn. Giờ gội không ra. Với lại cô còn đang chuẩn bị cho tập sau. Ok, thì con sẽ đi chơi cùng anh Tường Hào đây. Và tới cái điều quan trọng nhất mà con mong đợi mỗi khi vào chiếc phòng này, đó chính là khui qua. Con cầu mong là con có thêm chuyến đi chơi nữa đi, để có gì mà con xả stress càng nhiều càng tốt, còn càng vui, để con dẫn mọi người đi chơi chung với con, để có thể ăn mừng con được chiến thắng tuần này. Coi như vậy đi. Thôi con xin nè, giờ mở rương ra. Ok, một chuyến đi chơi nha. Phần thưởng của bạn là một buổi nạp năng lượng đặc biệt. Trời ơi, mỏ thơm rồi. Vui quá đi. Tuần thứ 6 này thì con sẽ hóa thân thành cô nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Con thấy nhân vật này cũng rất là khó, tại vì cô hát cải lương chứ không phải là hát mấy cái
nhạc trẻ là nhạc hiện đại. Con với cô Phượng Vũ á thì tập luyện rất là vất vả, không chỉ 6 ngày 6 đêm mà bị tập trong vòng 5 ngày 5 đêm là phải xong rồi. Tại vì thời gian chỉ có 1 tuần thôi, không có thể nào mà kéo dài được. Mà mỗi lần con tập không hiểu sao con mắc cười lắm. Con nhìn mặt cô Phượng mà tự nhiên đây nghiêm túc xong tự nhiên con mắc cười. Con cũng không biết gì hết trơn á, tự nhiên con mắc cười lắm. Con đai có bộ dập ban cho. Chúng tưởng rằng sẽ mua chuộc lòng yêu nước giả man dân chịu bức đạt này sao? Mọi người thấy chưa? Con tập cũng cố gắng nghiêm túc rồi, giờ con không nghiêm túc được rồi, con cũng không biết sao. Nhưng mà con với cô Phượng sẽ cố gắng hết mình, lên sân khấu sẽ mang lại phần trình diễn trọn vẹn nhất có thể. Và bây giờ mời mọi người đón xem bản gốc. Trung hiếu làm trái nhân, lòng tài cùng kính hôm nay, lòng em cảm phục thương người hy gà. Dạ, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Điều chi? Dạ, Triệu Quốc Đạt một mình một người tiến về núi Nưa, đã bị nghĩa quân bắt giữ, chờ chủ tướng định đoạt. Được, đưa Triệu Hào trưởng vào đây. Tuân lệnh. Lầm than thì ông lại tiếp tay cho giặc giày xéo quê hương mình. Khi bao nghĩa binh nơi này chạy mà cứu non sông thì ông lại ngồi im mà hưởng thụ. Khi cái chết của cha già chưa sao lệ xót thương thì ông đã quay lưng lại với hình của cha mà làm tay sai cho giặc. Trời như buông màn đêm, tóc ta
anh. Thưa chủ tướng. Nhưng đây là ông có tội với non sông, thì xin để cho toàn dân định tội. Giết! 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 Khoan! Xin hãy dừng tay lại. Triệu Quốc Đạt đã bao năm âm thầm chịu đựng, âm thầm làm nội ứng cho nghĩa quân. Thưa chủ tướng, người còn nhớ chăng chữ nhẫn mà lão gia đã căn dặn trước lúc lâm chung? Bấy lâu nay chính Triệu Quốc Đạt là người đã cho một câu đưa thư. Triệu Đầu Mục nói sao? Người đưa tin chính là Triệu Quốc Đạt à? Thưa chủ tướng, đúng là như vậy. Quản gia nói đây là sự thật. Đáng cái ăn mang tiếng hè, lòng cuối thân hương gấm hoa của phường ngoại bang, nén đau thương căm hận riêng mình, bé nhìn qua quyết không thay lòng, nén hờn chờ thời cơ. Bọn giặc ban cho, chúng tưởng rằng sẽ mua chuộc được lòng yêu nước giả mến dân của Triệu Quốc Đạt hay sao? Không, chúng đã lầm. Hãnh diện gì khi làm một tên giông tổ tay sai cho giặc rước giáo về để giết dân mình hay sao? Chính mùi ơi, có những đêm đứng giữa đất trời, mùi biết đâu quên chết lặng, mặc dòng lệ đau thương trải dài trên má. Khóc, huynh khóc cho dân mình chịu lầm than, khóc cho hàng triệu dân sinh chạy dùi trong lửa hận. Trong giấc ngủ mãi chập chờn bao cánh đẹp, lớp lớp hàng hàng nghĩa sĩ nào nước sông pha. Đã có chinh nương, giờ có thêm Triệu Quốc Đạt. Hồn gia phủ chứng giám, con nguyện giết giặc cứu non sông. Xin thề. Xin thề. Khả thân nha, khả thân nha. Lời hồn thì sông núi chứng giám tấc lòng của trang nương nương, con cháu dòng đồng tiền lên núi xăm lăng ra khỏi sân hà. Là người dân nam nếu cao chi hùng, sanh tứ đâu sơn đồng bằng dân huy, nhất quyết đồng tâm đứng lên cứu đời diệt thù. Là người dân nam nếu cao chi hùng, sanh tứ đâu sơn đồng bằng dân huy, nhất quyết đồng tâm diệt xâm lăng. Nước quyết cả sông, đất
chuỗi ngoại xâm, giữ yên bờ cội. Giữ yên bờ cội. Truyền con ta. Vâng, thưa quý vị, và đó là team Phượng Vũ Khả Hân. Ôi trời ơi. Xin cảm ơn rất nhiều những diễn viên đã hỗ trợ cho phần trình diễn vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, thực sự để mà nói, mỗi lần mà bé Khả Hân xuất hiện trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen đều đem lại cho chúng ta rất rất nhiều những cái điều bất ngờ. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến đến từ ban giám khảo. Xin mời má Ngân Quỳnh ạ. Ồ là trời. Trời ơi, đâu mà xuất hiện cô bé mà thì cái nổi da gà từng bợn luôn. Sao mà cái thần thái con như người lớn vậy con? Diễn xuất có nhịp nè, có thần thái nè, hát phải gọi là nhịp nhàng đâu vô đó, hát tuồng cổ đó, rất là khó luôn, nhưng mà con thể hiện được điều đó phải gọi là má Quỳnh khâm. Dạ con cảm ơn con. Trời ơi, nói chung là đêm nay bé nào cũng dễ thương hết, mỗi một bé đều có một vẻ, nhưng mà riêng con thì phải gọi là má Quỳnh nổi da gà với con hoài. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Nói về diễn xuất thì đúng là như anh Đại Nghĩa có nói, chia sẻ tuần trước là bé là có ước mơ làm về bên diễn xuất hơn, chứ không phải là về bên hát, đúng không con? Dạ. Thì là ngày hôm nay là cô Hòa thực sự đã thấy được cái diễn xuất của con rồi. Từ đang oai phong lẫm liệt, rồi nghe thấy tin báo anh trai mình không có tội, cái là chuyển sang hy vọng liền. Quản gia là có thật sự là như vậy không? Quản gia nói đây là sự thật. Rất là nhịp nhàng, nó thay đổi mọi thứ mà con làm rất là tốt. Về cái diễn xuất đấy chắc là phải để chú Đại Nghĩa khen con nhiều hơn, bởi vì cô không có nhiều chuyên môn về cải lương cũng như là tuồng cổ để có thể nhận xét con. Nhưng mà về giọng hát, chị Quế Trân á, cái câu kết ấy ạ, là sẽ hát ở vòm họng sau đó rung ra. Hầu như ở mỗi cái phần kết của một câu á, hát á, là chị Quế Trân sẽ rung. Thì ngày hôm nay là do con bận diễn quá, con nhập tâm quá, nên là những cái phần hát á là mình chưa có cái rung đó nha. Cái rung đó rất là đặc trưng luôn á. Nếu mà con có thể ngay khi kết thúc về nhà, mình có thể xem lại cái tiết mục và xem cái cách mà cô Quế Trân cô trình diễn á, thì khi cô hát là cô rung rất là hay. Và cái đó thì mình chỉ điểm xuyến thêm để làm sao cho nó trọn vẹn tiết mục thôi. Trong ngày hôm nay các bé cũng đã làm rất là tốt rồi, nhưng mà với con thì cô Hà đúng là cũng phải là bái phục luôn á. Cảm ơn cô. Đúng là bái phục luôn, phải qua mỗi tuần lại biến hóa khác nhau mà rất là duyên dáng vào từng nhân vật luôn. Giám khảo Đại Nghĩa xin mời anh ạ. Hôm nay có một cái điều bất ngờ là bởi vì có tới hai nghệ sĩ cải lương là nghệ sĩ Tú Sương và nghệ sĩ Quế Trân cùng xuất hiện trong chương trình. Và một cái điều đặc biệt đó, đây là hai chị em họ với nhau trong gia tộc Minh Tơ, mà đều là hai chị em là cái người mà Đại Nghĩa rất là ngưỡng mộ. Về giọng hát thì Quế Trân thì hầu như là hát cái giọng mũi và cái mỏng nhẹ. Thì cái bé Khả Hân của mình, mặc dù tuổi nhỏ như chị Quỳnh nói, bà già trước tuổi, cho nên giọng bá khàn. Cho nên là thật ra nếu nói về giọng hát thì con chưa có được giống với giọng cô Quế Trân. Nhưng về cái phần diễn xuất thì phải nói rằng một lời khen, một cái điểm cộng dành cho con là bởi vì cái trình thức vũ đạo trên sân khấu cải lương không hề đơn giản. Ngay từ cái tay đưa ra, lúc mà mới đầu con bước ra con đưa cái tay ra vậy thôi, là chú Nghĩa quay qua gật đầu với cô Quỳnh liền. Wow, tức là con làm nó được cái nét đó. Chứ nếu như là một người không phải chuyên về cải lương á, kêu đưa cái tay ra một cái là không đưa được. Nó bị sượng, nó bị ngượng lắm. Nó bị ngượng lắm, chị Quỳnh công đúng nhận rồi, không? Đúng rồi. Khi mà con đưa ra con vuốt, con nhìn hay rồi con như là sửa tay áo là ra cái chất của cải lương liền. Mà cái điều đó không phải dễ để dành cho một em bé đâu. Cho nên về phần diễn xuất thì bé Khả Hân rất là tốt, để cho mọi người phải ngưỡng mộ. Vì một cô bé không hề biết gì về cải lương trước đó, và con thì mới có một tuần lễ để con tập thôi, mà con làm nó được như vậy thì phải là rất là đáng khen. Một em bé vô cùng tài năng nha. Chúc mừng con. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn ý kiến đến từ các vị giám khảo. Ngày hôm nay sau khi mà con trình diễn cái tiết mục này á, thì chú Long Chun phải dành cho con hai từ là chú rất cảm phục con, và cũng như là huấn luyện viên Phượng Vũ của con. Bởi vì là chú ngồi dưới mà chú cảm thấy mình nhiều khi mình kém cỏi lắm. Mình nhìn mà chưa chắc là mình có thể là làm được như vậy. Và ngày hôm nay con đã đem đến một màn trình diễn hết sức tuyệt vời với chú. Và chú tin rằng là con sẽ còn phát triển rất là nhiều trong tương lai. Xin cảm ơn đội Phượng Vũ và Khả Hân nha. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn ạ. Quý vị thân mến, và trước khi đến với phần trình diễn cuối cùng thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương Mặt Thân Quen sẽ quay trở lại ngay.
Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2022 phiên bản song ca. Quý vị thân mến, một tuần vừa qua cũng là một tuần mà đội Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân tập luyện rất là nhiều. Bởi vì cái nhân vật mà bấm chọn được lần này của team Trịnh Tú Trung không phải là một nhân vật đơn giản. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm lại một vài hình ảnh tập luyện của hai thầy trò xem sao quý vị nhé. Wow, tuần này thì con bấm chọn chúng một nữ diva huyền thoại, đó là cô Whitney Houston. Ôi, con rất là lo lắng luôn á, con rất là lo và con không biết mình có làm được hay không nữa. Ủa, nhưng mà huấn luyện viên của con đâu rồi? Chắc chắn là quý vị khán giả rất là thắc mắc tại sao suốt ngày Tú Trung cứ chui vào phòng mạo hiểm này để mà ngồi. Nhưng mà mọi người cũng phải thông cảm cho Trung là tuần vừa rồi Sĩ Luân lại bấm trúng một cái nhân vật rất là khó. Những ai biết được Sĩ Luân từ vòng casting thì sẽ hiểu là Sĩ Luân là một người có khung giọng rất là cao và dày. Thì nếu như là Sĩ Luân của giai đoạn trước thì chắc chắn rất dễ dàng là Whitney Houston. Nhưng trong giai đoạn này thì sẽ có một chút khó khăn. Nhưng mà đã đến với cuộc thi mà đã là gọi là sân chơi thì chúng ta phải thử thách bản thân mình. Nếu cứ mãi mãi ở trong vùng an toàn thì không bao giờ biết được là chúng ta sẽ làm được những gì. Nên Trung quyết định đã ngồi ở đây để mà đưa ra một thử thách không phải chỉ cho mình mà còn cho cả Sĩ Luân nữa. Đố mọi người Trung mới mở ra cái gì? Đó là Trung mở ra bị người của mọi người nông dân Trung mở lại cho đúng. Đây, chú đây. Chú nghe nói con đang lo lắng gì hả? Đúng rồi, con đang rất lo ạ. Thôi, không có gì phải lo đâu, chúng ta phải tự tin lên. Thật ra là chuyện mình nghĩ nó đơn giản, nó sẽ đơn giản. Mình nghĩ nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Hãy đơn giản hóa mọi vấn đề đi. Chú đem tới cho con một cái điều này đơn giản hơn nè. Rồi, mời con. Không phải của chú đâu. Chú không bao giờ chơi cái ác như vậy với con cả. Chú hiểu cái khó khăn và cái tập luyện của con suốt một tuần vừa qua nó cực như thế nào. Bây giờ mà còn tay chỉ nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà kệ nó, con lâu lâu mới được hát á. Hát cho đã cái nơi rồi thôi. Thế thôi kệ, ráng đi nha con. Một là mình sẽ có tất cả, hai là mình sẽ không là gì cả. Để biết chúng ta sẽ phải hát những gì thì mời con hãy theo dõi clip gốc. Mọi thứ trôi qua rất là nhẹ nhàng. Cô Vinny có hát như không hát vậy đó. Và khán giả cứ gào rú lên vì hâm mộ. Và chú hy vọng là hôm đó sẽ rất nhiều người gào rú vì con. Con không biết nói gì hơn nữa.
Cảm ơn các vũ công rất nhiều, xin cảm ơn các bạn. Sợ quá. Thật sự là... Ôi, làm gì có Whitney Houston hát S như này. Lại còn C như là anh Lê Sương Bảo Lâm nữa chứ. Cái từ đấy là từ đấy chính xác là từ phải từ C đâu ạ. Là từ CX, CX, CX. Vậy mà anh hát là C. 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 Đúng rồi, C. Đúng rồi. Nó là thế đấy. Vâng, đúng rồi. Cái mặt anh chị Tứ Trung là một cái mặt gì mà phải gọi là cái bộ mặt rất đặc trưng nha. Trời ơi, lần đầu tiên tôi coi được một cái tiết mục mà cái kiểu giống như là bất cần thân thể đó. Một cái tiết mục mà ca sĩ mà trà lết quết sảm á, tràn lên đây ngồi lấn Phạm Minh Di. Mà em rất là chỗ đó thấy Phạm Minh Di sợ hãi thật sự. Thấy Phạm Minh Di sợ, chà qua bên kia với thí sinh nằm lăn lên đá giò đá cẳng xong rộng đứng lên đây ông nhảy ông bị tuột cái quần. Whitney Houston nào mà đang nhảy năm quần như vậy, trời ơi là trời. Hát quét luôn, quét là từ đầu rồi em, quét là từ đầu rồi. Nhưng mà tại vì nó quá giải trí đi cho nên mình thấy mắc cười, chứ nếu như mà Trịnh Tú Trung mà làm một cách mà nó chỉnh chuẩn như là cái kiểu Whitney thiệt á thì nó lại không phải là Trịnh Tú Trung, nó phải có cái gì đó rơi rớt, nó vụn vỡ. Hát mà nó oét, mà nó xét, mà nó chênh. Mà anh buồn cười nhất mấy cái chữ hô dê đó. Sao mà chú không chịu thua cháu đâu nha. Cháu là ấu dê mà chú là ấu dê 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 cơ. Mà chính vì cái sự tự tin đó mới duyên dáng em ơi. Tại vì diễn viên là hơn nhau cái sự tự tin đó. Mình có thể mình làm hoặc là chuẩn chỉnh nhất có thể, hoặc nếu không mình làm một cái phong cách nó hài hước. Tức là ở đây mình không có bôi bác hình ảnh của cô ấy, đúng không? Vẫn làm đàng hoàng, nhưng mà mình có đưa một tí vào cái duyên dáng của mình. Đó, cái sự hơi lố nhẹ một tí là cái duyên dáng của mình nó đưa vào. Nó làm cho tiết mục rất là hấp dẫn. Và thật ra ở đây anh không có quan trọng cái chuyện em hát chinh phô nữa Trung. Đó, mấy cái câu mà em hát chưa tới nốt anh không có quan trọng tới nữa, là bởi vì nó quá vui đi. Bởi vì nó quá phô đi. Nó không còn một nốt nào không phô cả. Anh làm gì phải quan tâm nữa. Mà nó vui không? Trời ơi, nó quá là... không còn gì để nói. Đúng. Nhưng mà... chương trình của mình là như vậy. Quá duyên dáng. Hoặc là phải thiệt giống, giống thiệt là chuẩn luôn á. Còn nếu không thì nó phải phô mà phô tới đỉnh. Mà hình như là bây giờ bắt đầu đến tập tuần thứ 6 là em mới thấy Trịnh Tú Trung gọi là bắt đầu bung rồi đó. Bây giờ mới bắt đầu bung là thể hiện cái sự hài hước. Nhưng mà thật sự là tiết mục này là anh là spotlight đó anh Trung à. Thật sự luôn đó. Một mình con thì cứ đứng bờ bờ ở đây cứ ấu về một mình. Còn chú ở bên kia thì đá chân há mồm dê 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 dê. Em ơi có gì đâu em. Bên đây con thì ô dê, bên kia chú thì ố về. Thật sự
Một tiết mục rất giải trí luôn á Trung, anh nói thật. Rất là giải trí, rất hấp dẫn. Mời bạn anh Quỳnh ạ. Đầu tiên xin chào Whitney phiên bản lỗi. Nói chung là như thế này nè. Hồi nãy giờ thì chị Quỳnh cảm thấy là nào giờ gặp Trung ngoài Trung rất là nghiêm túc luôn ha, ít có giỡn này, nhưng mà hôm nay chị thấy một trình tú Trung rất là duyên dáng, đã góp phần chương trình này một cái tiết mục rất là vui, mặc dù nó lỗi ha, hơi lỗi một tí. Không, sao lại có hơi lỗi, lỗi quá trời luôn á. Lỗi từ đầu đến cuối. Nói vậy cho người ta đỡ buồn. Rồi, thứ nhất là hai bộ đồ, thiết kế hai bộ đồ rất là đẹp. Tạo hình đẹp, tạo hình đẹp, makeup đẹp. Nói chung là hai chú cháu đã góp phần trong cái bài hát này nó được vui nhộn. Chị Quỳnh có một cái lời tán dương hay chú cháu. Em ơi Trung ơi, anh nói thật là mình phải hãnh diện. Sẽ có một cái tiết mục khán giả nhớ mãi. Tức là mình là như vậy, ví dụ mình là diễn viên, mình không thể có được một cái giọng hát như các ca sĩ chuyên nghiệp, thì mình sẽ phải làm tiết mục của mình nó ấn tượng theo cái màu sắc và cái phong cách của riêng mình. Anh nghĩ rằng hôm nay cái sự lựa chọn dễ về cái màu sắc, cái kiểu mà em làm cho cái bài hát này á, là em lựa chọn đúng cái chìa khóa của mình đó Trung. Rất là duyên, rất là dễ thương. Và Sĩ Luân, con cũng đừng có buồn là bởi vì nãy giờ các cô chú đa phần nhận xét huấn luyện viên của con đúng không ha, bởi vì đây là một cái sự kết hợp, chương trình mình là chương trình song ca mà đó, nó phải có một cái sự kết hợp như thế. Ví dụ như ở phần con là con đã hát, con gánh cái phần hát rồi, thì cái phần của huấn luyện viên của con sẽ gánh cái phần diễn trong đó, và kể cả cái phần mang cái màu sắc giải trí cho tiết mục của mình nữa ha. Một tiết mục hay thì nó sẽ là một cái thành quả chung của tất cả mọi người, mà lớn nhất đó chính là hai thầy trò ha. Chúng ta cũng đã có một phần trình diễn hết sức giải trí trên sân khấu gương mặt thân quen ngày hôm nay. Xin cảm ơn đội Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Và quý vị thân mến, giây phút căng thẳng sắp đến rồi. Và trước khi chúng ta đến với những giây phút căng thẳng ở phần cuối của tập 6, thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Gương mặt thân quen sẽ quay trở lại ngay. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen ở trong đêm thi thứ 6. Quý vị thân mến, ở Gương mặt thân quen mùa này có một điều đặc biệt, đó chính là ở mỗi đêm thi chúng ta sẽ có giải hóa trang xuất sắc nhất. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi lại hình ảnh của 6 team phần hóa trang trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và trên tay Long Chu lúc này đã có kết quả của phần hóa trang xuất sắc nhất trong đêm thi ngày hôm nay. Và xin chúc mừng đội huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Và ngay bây giờ mời lên sân khấu là đại diện của đội hóa trang Tuấn Anh, xin mời. Trước khi chúng ta nhận giải thì muốn hỏi đội chuyên viên hóa trang của team Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân là chúng ta có gặp khó khăn gì trong phần hóa trang tuần này không ạ? Và chúng ta mất bao nhiêu thời gian để họa lên được một cái mặt rất là vui nhộn của huấn luyện viên Trịnh Tú Trung ạ? Dạ, khó khăn là màu da anh. Thì khi mình dặm nhiều lần. Nếu mà make up với lại quần áo luôn của em là 4 tiếng. Xin chúc mừng giải hóa trang xuất sắc nhất đội Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Quý vị thân mến, và đêm thi nào cũng vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng và vô cùng hồi hộp, cũng là phần khó khăn nhất đến từ vị trí của ban giám khảo. Và ngay bây giờ sẽ là phần cho điểm của ban giám khảo. Đầu tiên, xin mời giám khảo Đại Nghĩa. Nói trước đỡ áp lực chị ơi. Dạ. Yeah. Hy vọng chị không phải là người cuối cùng. Hôm nay là một đêm thi rất là khó dành cho ban giám khảo, là bởi vì cả 6 đội khá là ngang tài, ngang sức với nhau. Mỗi đội đều có những cái điểm nổi trội, nhưng mà cũng có một vài điểm chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng mà như thế mới là một cái đêm thi đúng không? Chứ nếu như bây giờ mình hoàn hảo quá rồi thì nó không còn là một đêm thi nữa, mà nó sẽ là một cái đêm biểu diễn nào đó. Vậy thì bây giờ đại nghĩa xin được công bố điểm số của các đội như sau. Và điểm 7 ngày hôm nay, mặc dù rất là yêu mến, rất là thương, nhưng mà vẫn phải dành cái điểm 7 cho đội của Nam Phong và Thái Bình. Điểm 8 đã dành cho đội Phượng Vũ và Khả Hân. Điểm 9 xin dành cho đội của Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Điểm 10 Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân.
Điểm 11 và điểm 12 là một cái sự cũng rất là cân nhắc. Bởi vì cả hai đội còn lại đều có những cái điểm tốt và những cái điểm còn thiếu sót chút chút. Điểm số 11 xin dành cho Tùng Anh và Gia Như. 12 dành cho Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc. Xin chúc mừng team Bảo Yến và Bảo Ngọc. Và Long Trung biết rằng là để đưa ra được những cái con số trong đêm thi ngày hôm nay thực sự là rất khó khăn. Và Long xin dành cái phần khó khăn nhất cho Má Ngân Quỳnh. Và bây giờ mời Hòa Minzy cho điểm ạ. Wow, vậy là gay cấn đó nha. Bởi vì điểm của Hòa Minzy là khác so với anh Nghĩa. Điểm số 7 thì xin được dành cho huấn luyện viên Đặng Thái Bình và Nam Phong ha. Điểm số 8 của em xin dành cho đội của huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Sĩ Luân. Điểm số 9 xin được dành cho bé Khả Hân và cô Phượng Vũ. Điểm số 10 thì Hòa Minzy xin được dành cho Hòa Minzy, bé Bảo Ngọc và Bảo Yến. Hai tiết mục còn lại đều có nét giống, nhưng mà Hòa sẽ chọn một tiết mục Hòa Hòa cảm thấy nó trọn vẹn hơn, trọn vẹn nhất trong đêm nay. Thì đó chính là tiết mục số 11 là của bé Gia Như và chú Tùng Anh. Và tiết mục số 12 là của bé Khánh Chi và cô Phạm Lịch. Wow, chúng ta có thể thấy là số điểm hiện tại đang rất là khác với anh Đại Nghĩa và nó cũng tạo ra một thế cân bằng. Và Má Ngân Quỳnh ơi, chúng ta phải làm cái điều khó khăn nhất trong đêm ngày hôm nay, đó là người cuối cùng cho điểm và là người quyết định xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng. Hồi nãy má không biết má cho điều hết luôn. Vậy đó là đây là cái luật chơi, không thể nào mình cho điều hết. Và tại đêm nay Má Quỳnh cảm thấy tiết mục nào cũng hay hết, chênh lệch nha chút xíu thôi. Riêng điểm 7 thì Khả Hân ơi, Má Quỳnh cho con điểm 7, con đừng buồn nha. Nhưng Má Quỳnh cho con một lời khen là cái diễn xuất của con quá tốt luôn, cho nên Má Quỳnh tin rằng con sẽ là một diễn viên nổi tiếng trong tương lai. Rồi điểm 8 này Má Quỳnh gửi đến cho Nam Phong. Còn điểm 9 Má Quỳnh gửi đến Phạm Lịch và Khánh Chi. Điểm 10 Má Quỳnh gửi tặng đến cho team của Trịnh Tú Trung. Còn điểm 11 Má Quỳnh gửi tặng đến cho Tùng Anh và Gia Như. Rất là đẹp luôn. Và điểm 12 thì Má Quỳnh gửi tặng đến cho Bảo Ngọc và Bảo Yến. Hai cô trò rất là dễ thương trong cái bài mà của Hòa Minzy. Con cũng dễ thương nọ. Má Quỳnh tặng cho con 12 điểm luôn. Ăn lên gì nha. Xin cảm ơn phần cho điểm của ban giám khảo. Và Long Chun nghĩ rằng tuần này là một cái tuần mà chúng ta rất khó để chọn ra được người thắng cuộc. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại tổng số điểm đêm thi ngày hôm nay của cả ba vị ban giám khảo sẽ là bao nhiêu. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, đứng ở vị trí thứ 6 đó là Thái Bình, Nam Phong 22 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 24 điểm, Trịnh Tú Trung, Sĩ Luân 28 điểm, Phạm Lịch, Khánh Chi 30 điểm, Tùng Anh, Gia Như 33 điểm và đứng nhất tuần là Bảo Yến, Rosie và Bảo Ngọc với 34 điểm. Sát sao luôn. Xin chúc mừng team Bảo Yến, Rosie và bé Bảo Ngọc. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại tổng số điểm sau 6 đêm thi. Sau 6 đêm thi thì Thái Bình, Nam Phong 152 điểm, Trịnh Tú Trung và Sĩ Luân với 153 điểm, Bảo Yến, Rosie, Bảo Ngọc 168 điểm, Tùng Anh, Gia Như 174 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 189 điểm và đứng đầu đang là Phạm Lịch, Khánh Chi với 190 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ trao giải nhất tuần cho đội Bảo Yến, Rosie và bé Bảo Ngọc. Xin chúc mừng. Để công tâm mà nói thì đây cũng là một cái tiết mục mà ghi đậm dấu ấn trong team của Long Chun. Và thực sự là hôm nay mọi người làm Hòa Minzy rất là giống. Bây giờ mình có một chút chia sẻ gì khi mà mình giành chiến thắng trong tuần thi này không ạ? Dạ thì hôm nay là lần đầu tiên con được giải nhất tuần, nên con thấy rất là vui. Và vui nữa. Dạ, con cảm ơn cô Rosie đã hỗ trợ cho con suốt quãng thời gian đồng hành cùng với con.
Cảm ơn Bảo Yến Rosie và bé Bảo Ngọc. Và Long Chun nghĩ rằng đây là một giải nhất tuần vô cùng xứng đáng. Xin chúc mừng hai cô trò. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần vô cùng thú vị. Đó là phần bấm nút chọn nhân vật cho tuần sau. Xin mời tất cả các đội. Nam Phong thân mến, khi ngày hôm nay lại phải gặp con ở đây với vị trí này. Và chúng nghĩ rằng là hai cái tuần thi vừa rồi á, là chúng ta xui thôi. Chúng ta bấm phải những nhân vật mà chưa phù hợp để mà chúng ta có thể làm giống nhất có thể. Và chúc con là ở lần bấm này thì chúng ta sẽ ra được một cái nhân vật mà gần với con nhất nha. Vâng ạ. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. 3, 2, 1, xin mời Nam Phong. Wow. Nam ca sĩ Trúc Nhân. Chú Trúc Nhân rất là nhiều bài hay, rất là nhiều bài thú vị luôn. Và chú tin rằng là Nam Phong sẽ làm tốt trong tuần tới. Cố lên con nha. Con nghĩ là cái dòng này con nên làm một cái gì đó nó bình thường, bình dân thôi. Nó không có quá sôi động hay là nó không có quá nhẹ nhàng. Thì con sẽ chia phối được. Trời ơi, già quá già luôn. Rồi, mời con đặt tay lên nút bấm. Sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời. Wow, Tina Turner rất là khó. Con có thấy e ngại không con? Có rất nhiều. Con yên tâm, huấn luyện viên Phượng Vũ của con rất là nhiều những chiêu trò để có thể khỏa lấp đi được những cái mà chúng ta thiếu sót. Ok không? Dạ. Làm thật tốt nha. Ok, cảm ơn con. Chị Luân ơi, chắc là tuần sau mình sẽ hy vọng là một nhân vật nam cho mình dễ hóa thân ha. Vâng, chứ làm nhân vật nữ chúng ta phải uyển chuyển, nó có bị khó đúng không con? Sẵn sàng nhá. Thời gian của Sĩ Luân. 3, 2, 1, xin mời. Wow. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chú tin con làm tốt. Chị Hà. Chị chào em. Tuần này chúng ta làm nhân vật nữ đẹp rồi. Tuần sau không mấy mình làm nam đẹp được không? Thôi chú, con muốn làm một nhân vật mà kiểu thin thin phù hợp với lứa tuổi của con. Xinh xắn, đáng yêu, nhỏ nhắn. Vâng, đúng rồi ạ. Ok, hy vọng là con sẽ bấm được đúng cái nhân vật mà con đang nghĩ ở trong đầu nha. 3, 2, 1, xin mời con. Thôi, danh ca Ý Lan. Con hỏi chú Nghĩa ngay nha. Chú Nghĩa giả cô Ý Lan rất là hay luôn á. Không con ạ. Chú làm cô Ý Lan rất xấu con ạ. Không xấu nhưng mà chú rất là có nhiều cái điểm đặc biệt của cô Ý Lan mà giống lắm con. Con về con mở video con xem lại những cái video mà chú Nghĩa đã từng hóa thân thành cô Ý Lan để học hỏi thêm nha. Dạ vâng ạ. Ok, chúc con thành công. Yeah. Chuồn chuồn, ớt. Tuần này mình làm chuồn chuồn rồi, tuần sau mình muốn làm gì nữa? Làm bướm bướm. À, làm bướm bướm à. Bướm bướm là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Con bướm xuân dạ. Nha. Thì hy vọng là con sẽ bấm được ra chú Hồ Quang Hiếu. Là một nhân vật nam đi cho khác biệt. Ok, sẵn sàng nha con. 3, 2, 1, xin mời. Sunny D. Chauhan. À, thật ra thì chú cũng chưa có cơ duyên được biết đến cô ca sĩ này. Và chú hy vọng rằng là con hãy tìm hiểu thật là nhiều thông tin và làm khắc họa đúng nhất có thể nha. Hôm nay con vui không? Dạ rất là vui. Chú thấy con cười từ lúc mà con được nhất tuần cho đến bây giờ luôn. Chú cũng cảm thấy vui lây cho con. Bởi vì sau rất là nhiều những cái ngày tháng chúng ta cố gắng thì ngày hôm nay đã giành được giải nhất tuần rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Mình phải giữ cái năng lượng này để mà mình phát huy, mình làm tốt hơn ở tuần sau nha. Dạ. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, xin mời. Nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Nói là khó thì cũng rất khó nhưng mà dễ thì cũng rất dễ. Tại vì giọng cô Hồng Ngọc thì khá là đặc trưng. Nhưng mà không phải ai cũng bắt chước được nha con. Dạ. Chú hy vọng rằng con sẽ làm tốt. Đập tay cái nào. Yeah, may mắn tiếp nha. Cảm ơn chú. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại tiết mục nhất tuần này. Cùng chào đón quay trở lại sân khấu nữ ca sĩ Hòa Minzy với Ăn Gì Đây.
xung quanh những món ăn ở nơi đây. Mới xấu phố phường những hàng quán ăn ven đường, cái chất bình dân đến lạ thường nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được. Một quây quần ba bốn ghế nhựa bên cạnh một ly trà đá, thêm tí ớt tí chanh bổ chỗ hôm nay thấy sao được đá. Lang thang văn hóa ở từng con người chẳng ăn ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu từ xưa đến nay không quan trọng quá và không cần bí mật. Hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình yêu. Yêu 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 như bát bún riêu. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Gương mặt thân quen vào lúc 21:15 trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Bây giờ thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Tạm biệt. Xin chúc cho tất cả quý vị khán giả sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhìn xem cái tiết mục gốc á, sau hồi cái là nhìn lên sân khấu ngày hôm nay nó có cái điểm gì khác không trời? Là một bài toán khó đó, quãng nó rất là rộng, vừa nhảy vừa hát nhưng vẫn đảm bảo được âm thanh. Trời, đúng là tắc kè hoa của cô Hòa thật sự luôn. Và cái điều khó đây á, nó không phải là cái chuyện mà mình múa với đúng động tác. Anh nhảy cái đó đi. Ghê lắm em nha. Ghê lắm hả?